Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Video clip này Điệp xin cập nhật đến với mọi người lịch giải quyết hồ sơ tả nào VC Trung tâm Visa Mỹ đến ngày 2 tháng 11 năm 2020. Qua lịch cập nhật này, Trung tâm Visa Mỹ NLVC xét cấp Case Number và Invoice ID Number, xét hồ sơ làm 6 bước với NLVC và trả lời các thư Ask NLVC mà cô chú và các anh chị gửi để hỏi các thắc mắc về hồ sơ của mình. Xin mời mọi người cùng theo dõi chi tiết. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha, hoàn toàn miễn phí. Theo lịch cập nhật mới nhất của Trung tâm Visa NLVC tính đến ngày hôm nay, ngày 2 tháng 11 năm 2020, NLVC đang xét cấp Case Number và Invoice ID Number cho những hồ sơ mà NLVC nhận được từ Sở Di trú USCIS. Các hồ sơ này đã được chấp thuận ngày 23 tháng 10 năm 2020. So với tuần trước, tuần này giải quyết tăng 4 ngày. Thời gian thông thường để NLVC nhận được hồ sơ từ Sở Di trú gửi qua là từ 30 cho đến 45 ngày sau khi hồ sơ đã được chấp thuận. Và tính đến ngày 2 tháng 11 năm 2020, NLVC đang xét các hồ sơ nộp đủ giấy tờ làm 6 bước với NLVC đến ngày 16 tháng 8 năm 2020. So với tuần trước, tuần này tăng 8 ngày. Theo thông tin từ NLVC, Trung tâm Visa đang giải quyết các hồ sơ ưu tiên cho diện CR1, IR1, CR2 và IR2 bởi vì 4 diện này không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh ngừng cấp visa của Tổng thống, nên ưu tiên xét 6 bước cho 4 diện này để được phỏng vấn trước. Tuy nhiên, Trung tâm Visa vẫn còn xét cho các diện F. Hồ sơ giấy tờ để nộp 6 bước NLVC như là điền đơn DF-260, nộp các bộ bảo trợ tài chính của người bảo lãnh và các giấy tờ dân sự của người được bảo lãnh. Và tính đến ngày hôm nay, ngày 2 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Visa NLVC đang trả lời đơn Ask NLVC mà cô chú và các anh chị gửi để hỏi thăm về tình trạng hồ sơ của mình đến ngày 26 tháng 10 năm 2020. So với tuần trước, tuần này tăng được 7 ngày. Đây là mẫu form Ask NLVC. Thông qua mẫu form này, cô chú và các anh chị có thể gửi cho NLVC để hỏi xin Case Number và Invoice ID Number nếu như hồ sơ chưa có thông tin này, và để cập nhật địa chỉ mới của người bảo lãnh nếu như hồ sơ đã chuyển qua NLVC và người bảo lãnh đã đổi địa chỉ nhà mới. Hoặc qua đơn Ask NLVC này thì cô chú và các anh chị cũng có thể hỏi thăm tình trạng mở của hồ sơ nếu như ngày ưu tiên mở hồ sơ đã đáo hạn với ngày ưu tiên của hồ sơ. Chi tiết cách điền đơn Ask NLVC và các mẫu thư để hỏi NLVC Điệp đã có đăng trên video clip trước, cô chú và các anh chị có thể tham khảo nha. Lịch cập nhật và xử lý hồ sơ tả NLVC sẽ được Điệp cập nhật hàng tuần vào ngày thứ hai cho tất cả các cô chú và các anh chị theo dõi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha, và cũng như là để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.